曾快乐，曾相恋，曾拥抱，吻着你，曾走旧，曾生气。如今一日记起，如果không phải anh chọn em mà là em chọn anh. Anh dám nói lần nữa không? Là em không bàn với anh câu nào, tự ý uống thuốc. Anh muốn sinh con gì? Sao không nhờ người ta sinh hộ cho anh đi? Duyên tình TVB, kênh phim TVB chuyên phát sóng những bộ phim tình yêu lãng mạn, đang xen với tình cảm gia đình đầy lắng động, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng, từ vui vẻ, hân hoan đến thổn thức, cảm động. Theo dõi Duyên tình TVB để thưởng thức nhiều phim hay. Đăng ký theo dõi tại đây.